xin với các bạn cách cần làm đặt 12 của Spa City nhé. Một số thông tin về đầu tập cần này, số tập cũng phát hành là 12.500.22 hóa đơn, và đó sinh một ngày 112 đô la. Thì thông tin các bạn chỉ cần lên website cần làm đặt nhé. Lên các website thì mình hướng dẫn cả luôn nhé. Sau khi đã vào được website, bạn làm thứ hai cũng như vậy cho website của mình. Sẽ cần lưu ý là thì ở đây chương trình và góc đã kết thúc 66 ngày nữa. Bạn cần làm các bạn lưu ý rất là cần làm, bạn mua thì nhất là cần lưu ý này nhé, cần rất cần làm. Dự án nào đó sắp kết thúc phần đoạn gần nhất được để lên đầu. Dự án nào đó có thời hạn kết thúc lâu hơn một chút thì là ở bên dưới các bạn vào đây ra là để xem dự án khi tham gia nhé. Hướng dẫn các bạn cách cần làm nhận được 12 đồng tập của Spa City. Các bạn có thể kênh là phải đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới nhất. Và sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.